bạn, mình là Bảo Râu đến từ azbc.vn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video clip để chia sẻ với bạn cái cách mà chúng ta lấy cái thùng máy tính ra khỏi cái thùng cạc tông, cũng như là chúng ta bỏ cái máy tính vào cái thùng cạc tông như thế nào cho nó đúng cách. Thì những cái máy tính nhiều khi nó khá là nặng, nó có thể là nó sẽ gây ra những cái khó khăn cho những cái thao tác của chúng ta. Thì hôm nay Bảo sẽ chia sẻ một cái mẹo rất là đơn giản để chúng ta lấy cái thùng máy tính ra. Khi các bạn nhận một cái thùng máy tính như vậy, cái việc đầu tiên thì chúng ta sẽ cắt băng keo ra ha. Rồi sau khi cắt ra thì các bạn sẽ mở hai cái nắp này ra, rồi các bạn sẽ mở hai cái nắp nhỏ ra, đúng không? Các bạn banh nó ra hết như vậy, banh nó ra như vậy. Cái một tay các bạn để ngay góc này, các bạn túm xuống, tay còn lại các bạn sẽ để ngay cái góc này, các bạn túm hai cạnh này, rồi các bạn đẩy cho nó ngã ngang xuống. Khi đẩy ngang xuống thì các bạn tiếp tục đẩy cho nó xuống, ngã xuống một cái lần nữa. Các bạn sẽ nắm nguyên cái thùng gạch to, các bạn dỡ lên. Đó, các bạn thấy không? Cái việc chúng ta lấy cái thùng máy ra rất là đơn giản, đúng không? Mà nếu như các bạn không làm như vậy, các bạn thò tay vô cái thùng, các bạn kéo cái máy lên, thì nếu như những cái máy mà nó nặng á, thì có thể là nó sẽ bị tuột, hay là nói chung nó sẽ rất là khó thao tác. Thì đối với những cái cách mà lấy cái máy khỏi cái thùng thì các bạn sẽ làm như vậy ha. Không có cần phải sợ là cái linh kiện trong cái thùng máy này nó bị rơi rớt gì trong đây đâu. Nhưng mà người ta ráp vô xong rồi thì nó nằm rất là chắc chắn trong đây rồi. Rồi các bạn sẽ nhìn như vậy, rồi đặt cho đúng chiều. Cái này hiện tại nó đang là cái này là cái mặt dưới. Rồi chúng ta sẽ dựng nó lên. Rồi chúng ta sẽ lấy mút ra. Chúng ta hai cái chân, một cái chân thì các bạn sẽ kẹp vô đây. Một cái chân thì các bạn sẽ kẹp vô đây. Đúng không? Hai cái chân các bạn sẽ kẹp cái miếng mút lại. Rồi các bạn sẽ dỡ nhẹ cái thùng máy lên. Rồi, như vậy là chúng ta đã lấy cái thùng máy ra được khỏi cái thùng. Thì sau khi lấy cái thùng máy ra khỏi thùng xong thì các bạn sẽ quan sát vô trong cái máy này, mở cái nắp này ra để chúng ta kiểm tra xem linh kiện ở trong này nó có bị rơi rớt gì trong cái quá trình ship hàng hay không. Thì sau đây thì chúng ta Bảo sẽ hướng dẫn các bạn là cái cách mà chúng ta bỏ cái thùng máy này vào trong cái thùng cạc tông nếu như chúng ta cần phải đóng hàng đi. Đầu tiên thì các bạn sẽ bọc cái lớp ni lông để nó chống nước. Rồi các bạn bưng cái thùng máy lên ha. Các bạn bỏ nó vào cái miếng mút dưới. Rồi ta sẽ lại cái phần mút trên lại. Rồi chúng ta sẽ dựng cái máy lên. Ta sẽ dựng cái máy lên. Là nếu như các bạn có sức khỏe hoặc như cái thùng máy này nó nhẹ, các bạn có thể bỏ hai miếng mút này, các bạn bỏ vào. Rồi như vậy là chúng ta đã xong. Nếu như chúng ta bê cái thùng máy ra, nó đang nằm trong cái thùng như vậy, mà chúng ta thò cái tay vô chúng ta bê ra như vậy, thì thứ nhất là nó rất là nặng, nó rất là trơn, rất là khó. Không thì chúng ta sẽ đổ ra. Mình sẽ làm lại cái cách đổ ra ha. Đổ ra, dỡ lên. Lúc nãy là mình đã hướng dẫn cái cách đó là bê nguyên cái thùng này bỏ vô. Mà nếu như nó nặng quá thì sao? Nếu như nó nặng quá thì các bạn sẽ để cái thùng máy như vậy. Rồi chúng ta sẽ chùm cái thùng cạc tông lên phía trên ha. Rồi các bạn đẩy xuống. Rồi sau đó các bạn chỉnh cái góc này, các bạn lật nguyên cái thùng máy lên. Rồi nắm hai cái này, lật cái thùng máy lên. Rồi chúng ta sẽ đậy nắp lại. Rồi dán băng keo lại là thấy được, chúng ta có thể gửi đi. Đó là cái cách mà chúng ta lấy cái máy ra khỏi thùng, cũng như là đặt cái máy vào cái thùng. Đó là cái cách đúng. Mình sẽ hướng dẫn luôn các bạn cái cách khi mà chúng ta bưng bê cái thùng máy như thế nào là đúng. Giả sử đi, một cái thùng máy như vậy, nếu mà những cái máy mà PC nó nhẹ thì không sao. Đối với những cái con server hay là cái workstation nó nặng, thì nếu như cái thùng máy này không chắc chắn, thì trong quá trình các bạn di chuyển có thể nó sẽ gây ảnh hưởng đến mainboard. Cái cách chúng ta đúng để chúng ta khuân nó đi là chúng ta một tay chúng ta bỏ phía dưới cái rồi cái bàn tay nó bỏ ở đây, cái ngón tay các bạn sẽ bỏ vào đây. Mỗi một cái khay thì nó cấu tạo có thể sẽ khác nhau, nhưng mà cái cách chúng ta làm là tương tự. Rồi chúng ta sẽ bỏ ở đây. Rồi bạn có thể là khiêng bên hông như vậy thì nó sẽ rất là bất tiện, không nên nhé. Không nên khiêng theo cái kiểu bên hông như vậy, mà chỉ nên khiêng theo cái hướng này thôi. Một tay phía sau, một tay phía trước. Rồi dỡ nó lên, đặt cho nó hơi nghiêng vào trong người chúng ta như vậy. Rồi chúng ta có thể bưng bê cái thùng máy đi. Lưu ý là chúng ta sẽ bưng ngay chính giữa cái góc này,
cái ngay chính giữa của cái thùng máy như vậy. À, chúng ta không nên bưng chéo góc, à, bưng chéo góc như vậy thì những cái khay mà nó mỏng, nó ốm yếu á, nó có thể sẽ bị cong vênh, nó làm hư cái member. Lưu ý nha, chúng ta sẽ bưng chính giữa này, không được bưng chéo góc, tuyệt đối là không được bưng chéo góc nha. Ok, thì hôm nay Bảo chỉ làm một cái clip, một cái video clip đơn giản vậy thôi. Thì trong thời gian sắp tới, Bảo sẽ thực hiện rất là nhiều những cái video clip ngắn theo từng chủ đề riêng biệt. Và mỗi một cái video clip vậy, Bảo sẽ đặt cái tiêu đề và sẽ đặt cái hashtag, để sau này khi các bạn cần một cái vấn đề gì đó, các bạn có thể search và các bạn sẽ tìm thấy những cái video clip hướng dẫn. Các bạn nếu như các bạn quan tâm những cái vấn đề gì liên quan đến phần cứng máy tính, cũng như là những cái kinh nghiệm về sử dụng máy tính, thì các bạn có thể subscribe cái kênh YouTube của IZPC để không bỏ lỡ những cái video clip kế tiếp nữa nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại ở những cái video clip kế tiếp.